비행기에서 내가 그랬잖아. 나 여기 죽으러 온 거라고. 죽으러 가는 거. Thế thì như anh em vừa xem video đó chính là kiểu tóc slick back anh em nhé. Kiểu tóc slick back nó chỉ đơn giản là kiểu tóc mà chúng ta có cái xu hướng vuốt tóc ngược về sau. Nó chỉ đơn giản và dễ hiểu như thế thôi. Cho nên anh em đừng cố làm phức tạp nó lên làm gì cả. Còn đối với khuôn mặt của chúng ta, khuôn mặt dài đúng không? Thì hầu như khuôn mặt của chúng ta đều là mặt dài hết anh em ạ. Anh em để ý kỹ mà xem. Mặt mình cũng thế này, cũng là mặt dài dài, kiểu dài dài. Nhưng mà mặt dài mà nhỏ ấy, thì không lo. Mặt dài mà to cơ, chúng ta vuốt những kiểu như thế, chúng ta hở hết mặt ra thì mới lo. Còn mặt dài mà nhỏ ấy, thì chúng ta vẫn có thể chơi được kiểu top slick back một cách bình thường anh em nhé. Đấy thì kiểu top slick back thì nó có rất là nhiều những cái phong cách để khác nhau. Ví dụ như anh em là người cá tính, phong cách trẻ trung này nọ đúng không? Đấy thì anh em có thể là cắt xung quanh cho nó ngắn ngắn một chút. Có thể là trắng luôn cũng được, sau đó vuốt ngược ra sau. Đấy thì nó thiên về cá tính. Còn nếu như mà anh em thích kiểu lịch sự, văn phòng đúng không? Hay mặc vest này nọ. Lịch sự 100% luôn ấy, không có tí trẻ trung hay cá tính gì. Thì anh em vuốt ngược ra sau. Ở trên thì cái độ phồng làm cho nó thấp thấp thôi, đừng để nó phồng quá. Còn đối với như anh em mà anh em thích mà vừa trẻ trung mà vừa lịch sự giống như cái anh chàng ở trong video ấy, thì anh em để xung quanh nó xanh xanh thôi, hoặc là để tóc bám bám thôi, sau đó là vuốt ngược về sau như thế, và vuốt ngược về sau như thế cũng làm cho nó hơi phồng phồng lên một chút, thì nó vừa lịch sự mà nó vừa trẻ trung anh em nha, kết hợp cả hai luôn đấy. Còn trong trường hợp mà khi mà anh em thích chơi kiểu tóc này, tóc anh em cứng hoặc là anh em chưa có form thì dĩ nhiên anh em phải tạo form đúng không? Mà sấy kiểu tóc này cũng không phải đơn giản đâu anh em nhá. Cho nên là anh em tốt nhất là anh em nên sử dụng cái keo website. Đấy, tóc mình cũng thế thôi. Đấy, sử dụng cái keo website để là tạo form vuốt ngược về sau, chia từng lớp trải ngược về sau. Đấy, như vậy thì tóc chúng ta sẽ dễ dàng để chơi hơn nhá. Đấy thì anh em có thể là tham khảo chi tiết sản phẩm ở bên dưới giỏ hàng của TikTok Shop nhá. Cảm ơn anh em.